Quý vị, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tức Sacombank vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng về việc trang Facebook có tên Thang Giang đã nhiều lần đăng thông tin bị đặt và vô khống lãnh đạo của ngân hàng Sacombank. Cụ thể là trên trang Facebook này có đăng tin về việc ông Dương Công Minh là chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank bị cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cho bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Vạn Thịnh Phát và một số thông tin khác. Ngân hàng Sacombank khẳng định thông tin vừa nêu hoàn toàn là bịa đặt và vu khống để bôi xấu lãnh đạo Sacombank. Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank, hoàn toàn không liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, không bị cấm xuất cảnh, theo như thông tin trang Facebook này đã lan truyền. Thông tin từ Ngân hàng Sacombank cho hay, tài khoản Facebook này cũng đã nhiều lần đăng tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo Sacombank. Những tin tức mới nhất sẽ được báo Thanh niên liên tục cập nhật tại thanh niên.vn và kênh YouTube báo Thanh niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.